Dạ. Rồi, ghế đây rồi cưng ơi. Rồi, ngồi đi cưng. Dạ. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Trời ơi, xinh quá. Trong trắng thơ ngây quá, bên đây vô số tội. Chào em trai, em giới thiệu trước đi nè. À, chào chị Cát Tường. Ừ. Chào chị ba. Em là Lê Minh Phi, sinh 1985. 35 con dê. 35 con trâu chứ. Trâu thì tại nhiên người ta nói 35 con dê. Dạ. Đang làm công việc gì Phi? Công việc chính của em là làm bên gym, vừa làm PT, vừa cung cấp thiết kế thiết bị phòng gym. Và em cũng có làm thêm một nghề đam mê, đó là nghề xăm cái gì? Tattoo. Rồi là em xăm cho người ta hay người ta xăm cho em? Em xăm cho khách. Sao chị chưa thấy em xăm khách mà chị thấy khách xăm em không vậy? Cái gym là ở quận mấy, chỗ nào? Gym thì em làm thường ở dưới quê của em nhiều hơn. Cung cấp thiết bị cho tất cả các phòng gym đó vậy. À, quê em ở đâu? Quê em Bạc Liêu, đúng rồi. Quê mình sống với ai? Ba mẹ em, nhưng mà em có cái nhà riêng. Em cái chỗ đó là cái tiệm của em làm luôn. Rồi, hello em gái. Dạ, em chào chị. Dạ, em tên là Tú Quyên. Dạ, anh em 31 tuổi. 31? Dạ. Giỡn hả cô? Trời, tôi nhìn nãy tôi tưởng cỡ 25 tuổi á trời. Chào 1989 chị. Quyên quê ở đâu cưng? Dạ, quê ở Kiên Giang. Em đang là thợ bánh kem và có dạy luôn bánh kem tại quê luôn ạ. Ồ, vậy luôn. Là dạ. Hiện giờ cũng đang sống ở dưới Kiên Giang luôn. Dạ, em sống. Là lên đây để ghi hình thôi. Dạ. Rồi về. Dạ. Ồ, lên ghi hình với ai vậy? Đi với ai? Dạ, em đi một mình. Trời ơi, thân gái dặm trường đường xá xa xôi, đưa người ta về Kiên Giang được không? Dạ, được chứ. Được chứ, rồi, đúng rồi. Cưng làm công việc đó lâu chưa? Dạ, em làm khoảng 5 năm. 5 năm rồi giờ. Dạ. Mình có tiệm bán không em hay là mình làm? Dạ, em làm cho chị. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì đam mê cái gì là em làm tay bến. Ừ. Dạ. Có ngại yêu xa không? Bạn trai không có ở chơi gần, cái bên nó hơi xa xa. Dạ, cái đó chuyện đó thì em không ngại, nhưng mà có chịu về quê thăm đúng không chị? Trời ơi, không thăm thì mất bạn gái sao? Không thăm thì khác nó thăm. Tôi có thời gian thôi, khoảng là 1 tuần, 2 tuần, chứ không phải là 1 tháng, 2 tháng. 1 tháng ít thì cũng phải ít nhất là được 2 lần. Dạ. Nói chung bản thân mình muốn đi là sẽ được thôi. Đúng rồi, bản thân muốn đi là được, có đừng lo. Thì ưng nhau thì coi như 1 tuần nhiều khi đi 2 lần luôn, hoặc nhiều khi 1 tuần đi 1 lần, bằng 1 lần ở 1 tuần, khỏi lo. Dạ. Nha cưng nha. Rồi, em có điểm rồi vậy, có cái khuyết điểm gì không nè? Dạ, khuyết điểm của em là hơi nóng tính, hay quên. Rồi, người vậy mà nóng tính đó hả? Dạ. Nhìn vô thấy dễ thương, hiền lành. Dạ. Rồi, thôi để đó từ từ tìm hiểu tiếp rồi sao ha. Dạ. Còn em Phi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Mọi công việc á, em hay quyết đoán quá. Em muốn em sẽ làm cho bằng được. Ừ. Người ta nói vô với em á, ghe không quan trọng. Ừ. Cái đó là điểm yếu của em. Nhưng mà những cái mà em quyết đoán mà em làm mà không quan trọng những lời bàn tán xung quanh. Ở đó giờ bao nhiêu phần trăm là thành công, bao nhiêu phần trăm là thất bại? Đa số là thành công nhiều hơn. Vậy thì được rồi. Chín mấy phần trăm. Như vậy thì cái quyết đoán nó tốt chứ, mắc mớ gì. Tuổi trẻ mà dám nghĩ dám làm thì mình có thành công. Nếu rủi có thất bại đi chăng nữa cũng là những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống của mình. Chứ bây giờ trẻ mình không dám làm, già làm sao mình dám. Còn gì nữa không? Ưu điểm, khuyết điểm gì nữa? À, em nấu ăn ok, được hết. Nhưng mà em không có thích rửa chén. Giống chị đó, ăn xong đập. Ăn xong đập. Rồi hoặc là mình làm đồ mũ. Ôi chết cha, không rửa hả? Trời ơi, mình ăn đồ giấy. À, cũng hơi nóng tánh chút. Ừ. Nhưng mà biết kiềm chế. Có hà thượng cắn chân, hà cắn tay ai chưa? Không chị. Rồi cứ tưởng ông quýnh ta chết à. Và phụ nữ có khi nào vũ phu không? Không chị. Đó giờ có quýnh phụ nữ lần nào chưa? Giơ tay thôi, nói chung là mình nóng quá. Mình giơ tay thôi nhưng mà mình biết kìm lại, mình không có đấm. Giơ tay cũng không được nữa nha. Cái đó cũng là ức chế tinh thần người khác. Dừng lại đúng lúc là cũng tốt rồi, rút kinh nghiệm. Mình hôm nay mình biết kể câu chuyện đó là cái khuyết điểm thì mình phải bỏ. Yeah. Ok, rồi, tình trường. Dạ thì mối tình em chia tay cái đây cũng 2 năm. Mấy mối tình? Dạ em quen cũng 6-7 mối tình. Mối tình nào là mối tình sâu đậm nhất? Dạ chia tay đây cũng khoảng 2 năm rồi. 2 năm, quen được bao lâu? Quen gần 1 năm chị. Lý do sao chia tay? Dạ là hai đứa em kỳ tuổi. Là quen rồi mới thấy kỳ hay là về dạ, nhà em biết chịu rồi. Kỳ. Cái lúc quen thì anh nói là không sao. Ừ. Nhưng mà về gặp gia đình thì gia đình không cho. Em tuổi con gì? Em tuổi rắn. Rắn là tỵ, trời hợp anh này luôn nè, tỵ sửu dậu tam hợp, chị cũng tuổi tỵ. Gia đình ảnh không chịu hay gia đình em không chịu? Gia đình bên ảnh không chịu. Ồ, gia đình em có coi tuổi gì không em? Không chị, gia đình em quan trọng là em ok là được. Nhưng mà hai bạn là hợp tuổi đó, tam hợp đó, hai người lấy nhau, người tuổi sửu, người tuổi tỵ, kiếm đẻ con 5 tuổi dậu nữa là lên luôn, như kiền ba chân. Ok, dạo này tôi chuyển sang phong thủy luôn nha quý vị. Xinh vậy không lẽ xung quanh không có anh nào theo đuổi? Dạ, tại vì cái môi trường làm việc của em cũng không có tiếp xúc nhiều. Em thường thì làm trong bếp không à. Thì chị em có làm mai cho vài người.
Thì khi tiếp xúc á thì cái thấy cái vẻ mặt em có thể nghiêm quá, có thể là thấy em hiện đại quá nên. Trời ơi, tôi thấy hiện đại gì đâu trời. Trời ơi, tôi nay tôi thấy bánh bèo hết sức luôn. Họ muốn về quê. Họ nói là thấy em như vậy có thể là không có phù hợp nên họ không tiến tới. Thấy hiện đại là không có phù hợp. Dạ. Trời ơi, ai mà thời buổi này mà lạc hậu dữ vậy trời. Dạ, mà em thích người hiện đại hay thích người hơi cổ cổ? Em thích người hiện đại chị. Hiện đại phải không? Dạ. Lát chị cho em hại điện luôn á, em nói em nhớ nha. Rồi. Bên đây tình trường sao? Em cũng chắc cũng nhiều á. Cũng nhiều, chắc là không đếm hết quá ha. Chắc hết là mấy đầu ngón tay, mấy đầu ngón chân luôn á ha. Nhưng mà chỉ có vài mối tình sâu đậm thôi. Rồi, giờ kể cho nghe một cái mối tình nào sâu sắc nhất, sâu đậm nhất mà để lại nhiều ấn tượng trong em sâu nhất. Sâu nhất là mối tình đầu tiên. Rồi. À, thời đó còn đi học cái gì? Thời đó em học 12, người đó học lớp 11. Người đó nói là khi mà chia tay xong thì người đó sẽ lấy chồng nước ngoài. Nhưng mà đúng như vậy, khoảng 3 năm sau người đó đi lấy chồng nước ngoài. Ừ. Rồi mối tình thứ hai cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Thứ ba cũng vậy. Trời. Em mát tay quá vậy. Ai muốn lấy chồng nước ngoài là quen em hay gì? Muốn lấy chồng nước ngoài không em? Dạ có. Có luôn hả? Ừ. Người đầu tiên là lấy chồng bên Mỹ. Người thứ hai là Hàn Quốc. Người thứ ba là Đài Loan. Vậy bữa nay em bấm nút hẹn hò cô này để cô lấy chồng nước ngoài luôn giùm chị nha. Philippines hả chị? Hả? Philippines hả? Thôi nước nào miễn nước ngoài được rồi, kệ ta, ta lấy ai kệ. Tại em tên Phi mà. À, trời hay quá, tên Phi. Rồi thôi quay đến đề nè. Mối tình cuối cùng gần đây nhất à, bao cuối, lâu? Cuối cùng đó là chia tay được khoảng chắc 7-8 tháng rồi đó. 7-8 tháng, quen mối tình đó bao lâu? Chắc được khoảng 2 tháng quá. Trời đất ơi. Giống như là hai gia đình có gặp mặt. Mới 2 tháng gặp mặt gia đình luôn rồi. Em lấy thì người đó nhỏ em tới 14 tuổi là. Ừ. Còn nhỏ lắm rồi. Sao mới quen 2 tháng là... sao gặp mặt luôn rồi? Làm gì con ta bị bắt đền hay sao mà? Không chị, không. Chứ sao mà mới 2 tháng gặp tôi mặt? Tôi không biết nữa, tại vì sao đưa đẩy gì thôi, mình phải duyên số gì tới đó. Cũng có làm đám, không có đăng ký kết hôn, nhưng mà về sống với nhau được khoảng hơn 7 tháng thì cái mâu thuẫn nó xảy ra liên tục. Không có giống như không thể hòa hợp được á chị. Ừ. Cái thứ nhất là em thì chững chạc, mình lớn rồi. Còn cái người bạn gái đó thì giống như là còn trẻ con quá, con nít quá. Ừ. Chưa có hiểu được những công việc của em. Cái công việc của em thì đa số tiếp xúc những phụ nữ nhiều. Ừ. Phụ nữ rồi nói chung nên người đó cũng hay ghen lắm. Ừ. Ai mà không ghen, còn nhỏ nữa. Đúng rồi. Thì phải ghen nên... thôi. Giống nhưng như vấn đề là... em có phải là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm hay không? Có chứ chị. Khi em còn độc thân thì khác. Còn như khi mà em xác định với một người nào đó thì còn những mối quan hệ khác là cũng bình thường. Không có giống như là người đó là số 1 thôi. Không quen thì thôi, nhưng mà quen á, thì phải quen. Thì người đó số 1 nhưng mà có mấy số 2, số 3, số 4 đúng không? Không chị, số 3, số 4 là do người đó nghĩ nhưng mà bản thân em không có. Bản thân em không có nhưng mà em vẫn gieo cho người ta nghĩ. Chứ em không có cắt đứt bụp thì đương nhiên vợ em ghen là đúng phải, rồi. Không phải chị, giống như em bạn bè em nhiều đi. Ừ. Giống như hai đứa đang nào ngồi chung một cái ghế, bạn em gọi điện thoại lại. Gọi thì em vẫn ngồi đó nói chuyện đàng hoàng. Ừ. Em đâu phải như em nghe điện thoại xong em chạy ra chỗ khác thì nó nói. Em ngồi chỗ đó em nói luôn, nói trực tiếp người đó luôn. Ừ. Nhưng mà bạn bè thì lâu ngày gặp nhau thì nói chuyện cũng bình thường mà. Vì cũng ghen. Cái này là do tìm hiểu chưa kỹ. Là dạ, em vội vã mới có 2-3 tháng em chưa tìm hiểu kỹ tính dạ, cách đúng của nhau. Mà mình lấy nhau sớm quá thì nó là như vậy đó. Cái đó là cái sai lầm của em. Nhưng mà giờ hiện tại giờ trên cái giấy tờ mọi thứ là vẫn độc thân. Đúng rồi chị. Cũng may mà chưa có con đó. Dạ. Dính vô nữa là mất công khổ mấy con nhỏ nữa, đúng không? Đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Nhưng mà tại sao lúc đó không làm giấy tờ rồi kết hôn? Lúc đó là cứ nghĩ hai đứa sẽ lấy nhau đi. Ừ. Rồi khi sanh con xong mình sẽ làm giấy đăng ký kết hôn luôn. À, rồi hiểu. Em muốn hỏi là vợ anh nhỏ hơn ảnh nhiều không vậy? Rồi nữa em thật sự là tính em cũng con nít nha. Con nít nhưng mà tuổi em lớn rồi em ơi. Cũng không thể nào con nít bằng cái đứa tuổi con nít thiệt. Dạ. Mình là cái tánh mình nó trẻ trung thôi. Chứ dạ, mình không phải con nít. Khi em đi chơi với bạn bè em hay quậy này nọ lắm. Em không biết là anh có chịu được không? Trời ơi sợ em quậy không bằng ảnh. Anh muốn em quậy cho nhiều xíu á. Quan dạ, trọng là mình chơi vui bạn bè. Nhưng mà dạ, đâu là cái tình cảm của mình có xác định được hay không? Mình dạ, có phải là một con người nghiêm túc trong tình yêu hay không? Đó mới là quan trọng. Trong tình cảm thì em nghiêm túc nhưng mà em tại vì em nghe nói là ảnh một lần với vợ như vậy, em cũng sợ là sau này ảnh sẽ gặp vấn đề như vậy nữa. Ủa là em cũng ghen luôn hả? Em ghen dữ dạ, lắm em hả? Không có ghen nhưng mà em sợ là cái tính con nít hay nhõng nhẽo hay là hay đòi này nọ, em sợ ảnh không chịu được. Quan trọng là của mình là hiểu chuyện thôi em. Anh làm công việc đó, anh làm cái đó thì anh sẽ nói cho em nghe chứ anh không có giấu. Bạn bè của anh thì anh nói cho em biết hết. Bây giờ ngược lại, cổ cũng bạn bè nhiều, cổ cũng hay đi chơi với bạn bè.
rồi cũng đó, ví dụ lâu cũng biết uống bia rồi, em có cái đó bình gì thường không? Chị, cuộc sống bây giờ là mình phải ra ngoài, mình phải giao tiếp, phải ăn uống ăn nhậu, cái là chuyện bình thường. Rồi, nhưng ví dụ mà em đi chơi phải... em có dắt vợ em đi theo không? Có chứ chị. Em đi đâu em cũng dắt vợ em theo hết, nhưng mà nhiều khi cái công việc của mình dắt không được thì giống như đi đám tiệc bạn bè thì có dắt vợ mình theo bình thường, đâu có gì đâu. Rồi giờ cổ hay nhõng nhẽo hả, kiểu như hay vòi vĩnh rồi nhõng nhẽo rồi, tại tính tình thôi con nít. Chung đừng bánh bèo quá lượng, giống như em đang làm á thì đừng kêu anh ơi đi mua trà sữa cho em là không được, em sống nó thực tế rõ ràng. Nhưng mà vẫn quan tâm yêu thương lo lắng cho bạn gái, cho vợ mình đúng không? Em quan tâm thì em không biểu hộ bên ngoài. Mệt quá thì ráng biểu là hiện ra bên ngoài đi. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là chín chắn, nghịch nghịch quậy phá áo xí phá quá luôn được không? Dạ không không. Dạ, vậy ví dụ như là nhậu thì ít một xí, hút thuốc em cũng cho, tất cả em cũng cho, cái nào là giới hạn thôi. Hút thuốc nhậu nhẹ có không em? Nhậu có chị, hút thuốc thì không. Nhậu có hả? Dân thì... dân thể thao nhậu cũng mập đâu em, đừng lo. Rồi nhậu rồi đừng có bụng bia được rồi chị. Không có bụng bia, người ta chờ body 6 múi mà, người ta đi bán đồ tập gym mà em nghĩ dạ. Sao bụng bự 6 múi ai mua cái máy gym đó tập, đừng lo. Dạ. Nhưng mà có một vấn đề hơi nan giải nè. Dạ. Đó giờ em quen bạn trai hay bạn bè em có ai xăm mình chưa? Dạ chưa. Em có sợ xăm mình không? Em có xăm. Em có xăm, em xăm nhiều ít? Em xăm nhiều. Nhiều? Trời ơi trời ơi. Sao bữa nay em không lòi ra gì cho chị coi vậy, bánh bèo quá vậy. Còn bạn thích một người bạn gái như thế nào? Không cần đẹp lắm đâu. Cái quan trọng nhất là biết nấu ăn, biết lo lắng cho gia đình vậy thôi à. Biết nấu ăn không cưng? Biết làm bánh mà. Dạ nhưng mà nấu ăn em ít nấu à. Nhưng mà em nấu được. Trời ơi, hình ảnh gì mà thì khó lựa, khó kiếm ghê luôn á. Kiếm đi, có cổ trọng đó. Trời ơi, khó lắm, khó kiếm lắm. Kiếm đi, có ảnh ở trọng á. Sinh năm 89, bên này sinh năm 85. 89, 35, bên này 31. Một cô nàng 31 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn. Có đeo kiến không chị? Quậy phá, tinh nghịch. Không biết trong hình có kiến hay không, ở ngoài thì không có kiến. Tiền tôi biết rồi, tôi cũng nghi đoán đó lắm, nhưng mà nhịn cầm nó đi, chưa chắc trúng đâu. Đâu? Dạ em đón anh ngoài bìa. Sao đón anh ngoài bìa? Em thấy có xăm hình. Rồi thôi được rồi, hai người cứ giữ tấm hình đó đi ạ. Nhìn về phía cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình như thế nào. Dạ. Chào em. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ. Biết nói sao nữa ta? Em nhìn bề ngoài anh khác hơn so với cái lời nói của anh. Thấy bề ngoài cái lời nói của anh á thì là một người rất là trưởng thành, chững chạc như đó. Nhưng mà cái vẻ ngoài nó khác, nó dịu hơn chứ. Dịu là sao? Cái lời nói hồi nãy lúc mà em chưa thấy mặt anh thì em hơi sợ. À. Dạ. Chứ giờ nhìn thấy không sợ hả? Dạ. Trời ơi chúc mừng em. Chị tưởng nói em nhìn anh em sợ mà em nói bớt sợ là chị thấy chị nhẹ rồi đó. Thôi anh tặng em món quà. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em có món quà tặng anh. Cái này tự tay em làm ạ. Dạ. Tự tay làm. Con gấu hả? Dạ sô-cô-la, anh thích sô-cô-la không ạ? Anh có ăn thôi, nhưng mà cũng... À, tại anh không thích ăn ngọt. Dạ trong đó có đắng có ngọt. Ngồi bên đây. Dạ một cái nốt thôi. Gì vậy con, gì vậy? Dạ một đứa bé chị. Một đứa bé? Dạ. Sao tự nhiên tặng món quà có đứa bé là sao? Tại vì em thích con nít. Trời đất ơi, gửi gắm một đứa bé cho em được không? Cái này là con trai ha. Con nào cũng được thôi. Dạ. Miễn là con của mình là được rồi. Dạ. Em thấy anh xăm mình nhiều gì, em có sợ không? Em hỏi là tay anh có xăm không? Nói chung là anh xăm hết. Chỉnh hết luôn. Gần 100%. Anh thì nói chung là thoải mái lắm. Dạ. Mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà đừng có làm gì nó sai trái là được. Quan trọng với anh là phải lễ phép với người lớn, bất kể người đó là ai. Anh thấy anh vậy thôi, nhưng mà nhà anh ai cũng đi làm coi công chức hết. Nhưng mà tại vì cuộc sống anh thích cái cuộc sống nó tự do, anh không muốn làm cho ai hết, nên anh đi theo một con đường riêng của anh. Anh đi học đại học ra, nhưng mà anh học anh lấy cái bằng thôi, nhưng mà anh làm theo cái đam mê của anh. Xí nha, từ từ rồi hai đứa tâm sự tiếp. Bây giờ chị phải đi vô. Bây giờ trước tiên chị đi vô thì chị mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mừng. Bây
giờ Tường mời hai bạn ha thưởng thức cho đây là một cái set ăn trưa rất đặc biệt của nhà hàng Phiêu Mười, vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Cảm ơn. Ít phút nữa quay lại liền nha, tâm sự vô vấn đề chính nha. Anh đi em. Dạ. Em mời anh. Anh sống với ba mẹ gì anh có phụ thuộc hay là về ba mẹ nhiều không? Không em, mình cũng lớn rồi mà. Dạ. Như anh mà giờ còn phụ thuộc nữa thì khó coi lắm. Ba mẹ em có khó không? Em còn ba à? Ba em thì dễ, con cái sao cũng được, miễn là tốt là được rồi. Em thì có cái là hồi nhỏ giờ ra là em chưa nấu ăn nhiều. Anh có nghe cái vấn đề đó không? Về tập thôi, nấu ăn cũng dễ mà anh rồi đó, anh nấu ăn anh đâu có học đâu. Dạ. Nói chung em không nấu thì anh cũng nấu được mà. Dạ. Tại vì cái chuyện nấu ăn đối với anh này cũng bình thường thôi. Không dạ. có phải gọi là nó khó khăn cho lắm hay là như thế nào hết. Em nếu mà hai đứa mình tiến xa hơn, em có thể về về Bạc Liêu được, làm dâu được không? Em thì có thể về nhưng mà cho em điều kiện là 2 năm. Tại vì em còn công việc của em ở đây chưa ổn định. Với em muốn sống với ba một thời gian. Anh nghĩ là bây giờ thì mình cứ tìm hiểu đi. Dạ. Nếu mình cảm thấy được, thấy hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Còn cái vấn đề mà mình không thể nào nói trước được. Em vẫn kết hôn được nhưng mà em muốn ở nhà một thời gian là 2 năm. Nhưng em có thể là tới luôn thì được, vẫn được. Một tuần hoặc là mấy ngày em vẫn xuống đó được, em không ngại đi xa. Lý do? Tại vì em muốn ở bên ba em thời gian với ổn định cái tiệm của chị em mới mở. À. Tại nhà em còn có mình ba. Ừ. Dạ. Ba khỏe không? Ba năm nay nhiêu tuổi? Dạ ba cũng 69. 69 mà chị cũng đang ở chung với ba luôn đúng không? Dạ, nhà em giờ chỉ có thằng em ở chung với ba. Ừ. Nhà cũng vắng đó chị. Thì trong thời gian đó mình tìm hiểu, lần này tìm hiểu kỹ hơn một chút để mọi thứ đã an toàn, đảm bảo chắc chắn, đừng vội vã như lần trước nha. Thật ra đây là mình mới trao đổi thôi. Có thể nó sẽ là 1 năm, nó có thể nó sẽ là 3 năm, nó tùy theo cái điều kiện sống của hai bạn. Hoặc thậm chí có thể nó có 6 tháng, nó không có nói trước được một cái điều gì. Nhưng hôm nay là mình chỉ hỏi về cái gọi là cái suy nghĩ bằng cái lý trí á. Đó là cái mong muốn cái của hai bên nó là như vậy. Rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bóc một cái mỗi người một lá thăm ha. Đọc lên những yêu cầu trong này. Rồi, đâu em đọc trước đi. Vì một lý do gì đó, gia đình ngăn cấm tình yêu của đôi bạn, bạn sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? Rồi, câu này dành cho bạn nữ đi. Cụ thể giờ em yêu anh này nè, mà giờ về gia đình em nhìn thấy anh này ngợp quá, không đồng ý. Thì em nghĩ phải làm sao? Thì em nghĩ là phải có nỗ lực từ hai người. Anh phải thể hiện ra là cái tình cảm anh đối với em như thế nào, cho ba em thấy. Và cái công việc là có đảm bảo được cuộc sống cho em hay không? Chứ không phải là nói là ngăn cản là mình buông xuôi. Hai người ngồi bàn bạc, cách này không được mà làm cách khác vậy. Chứ không nhất định không buông ảnh đúng không? Nếu như em chọn thì em sẽ chọn luôn. Em không buông. Mời em. Cái nào không buông? Vậy là em ngon hơn chị rồi đó. Chứ chị quen ai mà ba mẹ chị cũng chịu, nói riết chị cũng bỏ. Hãy đặt cho người đối diện một biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào, sau đó gọi họ một cách tình cảm. Giống con gì đáng yêu ha? Giống con thỏ đi. Không chị, thỏ thì... Chị đâu biết đâu, chị có đời nào có ai nói với chị mấy cái đó đâu chị biết. Thỏ là gì rồi nói sao kêu thử coi. Mẹ em gợi ý cho anh mùa, em thích chó. Chó của anh là nó tên là Herrick. Trời ơi, đặt một cái tên ngọt ngào. Herrick đâu ngọt ngào gì đâu trời. Kiểu như là cục cưng ơi vậy đó. Nhưng mà một cái tên gì đó mà kêu nó ngọt ngào vậy đó. Sushi đi. Kêu coi. Bé Sushi ơi. Tại sao đặt tên cổ là Sushi? Tại vì em thích ăn sushi. Người ta kêu nhìn cổ mà đặt mà còn đặt tên cái em thích không mà. Thí dụ em tự đặt tên cho em thích đặt lên tên em là gì? Cái nickname Facebook của em là chú chó nhỏ. Chú chó nhỏ, rồi đặt kêu coi. Chú chó nhỏ của anh ơi. Kêu nghe thử coi nè, 2, 3. Chú chó nhỏ của anh ơi. Trời ơi, chán ghê. Thôi tôi thấy tôi nổi da gà gớm quá. Thôi về hai đứa tự tình tứ với nhau đi nha. Bây giờ nghiêm túc hỏi lại chuyện của hai bạn nè. Hai người nhìn nhau đi. 30 giây nhìn nhau và hãy nói cho nhau nghe cái cảm nhận của mình. Em thấy anh là chín chắn, chững chạc, có một chút ngầu ngầu. Dạ, cũng thuộc 80% cái tiếp người của em. Trước tiên là cảm ơn cái chương trình này đi. Tại vì cái chương trình này thật sự là rất là ý nghĩa. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn ekip tất cả thực hiện chương trình. Nói chung á, anh đến đây là để tìm cái người phù hợp với anh. Không phù hợp thì mình sẽ cố gắng để mình phù hợp. Không ai là hoàn hảo hết. Nên anh thấy em cũng dễ mến, thoải mái. Dạ. Cũng giống như những
cái gì mà anh đã giống như là suy nghĩ. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Nhắm mắt lại. Một, cảm nhận đi ạ. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi những gì? Hai, những gì được và những gì còn chưa được. Ba, hết thời gian. Ủa em có bấm nút không vậy? Có sao nó chưa lên đèn? Sao em bấm nhẹ quá? Trời đất ơi, tôi đã kêu bấm mạnh rồi mà. Rồi mời hai bạn đứng vào một bên. Dạ. Nắm tay nhau nha. Rồi trước tiên là gửi tặng hai bạn, đây là những cái vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. À, đây là một món quà tặng cho em gái để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ hai bạn hãy dành tặng cho nhau một món quà đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp mặt, đó là một nụ hôn. Chào sân. Nè, điểm yếu của anh nè. Rồi cái đường tình duyên mình từng kết hôn chưa? Rồi lý do tại sao mình tham gia chương trình nè. Mình kết hôn nhưng mà mình đã ly dị hôm nay cũng được 3 năm mà. Dạ. Lý do sao vậy anh? Nói chung thì cuộc sống thì không hợp thì mình chia tay thôi. Có con gì không anh? Có nhưng mà mình giờ không có dính mận gì con cái. Là anh chia sẻ thêm giùm em đi là cuộc hôn nhân nó như thế nào ạ? Con mấy đứa rồi, vợ nuôi hay là bây giờ con mấy tuổi rồi? Con thì lớn hết rồi. Nhỏ gái lớn thì giờ nó cũng 22 tuổi rồi. Bây giờ nó cũng đi du học bên Hàn Quốc đó. Còn hai đứa nhỏ thì mẹ luôn. Hai đứa nhỏ luôn? Ủa là tới ba đứa con? Dạ. Rồi làm sao mà bất đồng như thế nào mà chia tay? Thì cuộc sống mà thì lúc mình làm ăn khấm khá thì vợ chồng hạnh phúc. Còn lúc mình làm ăn thất bại thì nó xảy ra những cái mâu thuẫn gia đình. Rồi, bây giờ vợ anh đã có người khác chưa? Nhưng mình cũng không có liên hệ, mình cũng không rành nữa. Ủa rồi hai đứa con anh cũng không thăm đồ gì luôn hết hả? Không thì mình cứ gọi điện cho con là bình thường thôi, nhưng mà còn vợ thì mình không có gọi, không có quan tâm tới. Ừ. Anh có chu cấp gì cho con không? Không. Dạ. Không có chu cấp. Là do rồi vợ anh nuôi bằng cách nào? Hai ba đứa thì sao một mình bà nuôi? Anh đi thì anh không có lấy tài sản gì hết, rồi để lại cho con. Là có gì anh? Nhà cửa hay sao? Không, nhà cửa đất đai thì cũng có bình thường. Nhà cửa rồi đất đai còn. Vậy thì sao mà phải đi vào con đường mà chia tay? Thì làm lại thôi. Chung cuộc sống mà không hợp thì mình phải chia tay thôi chứ. Anh cứ chia sẻ rõ ra đi, ở đây có ekip chương trình thôi, với tụi em cũng cần phải biết là nó như thế nào để tụi em còn mai mối cho anh nữa. Chứ không phải soi mối về cái đời tư anh, nhưng mà cái hôn nhân mà ba mặt con rồi như thế này thì chia tay mà chỉ nói câu không hợp thì nó chưa có thuyết phục á. Thì để trong cuộc sống mình đâu nói trước được điều gì hết duyên hết nợ thì mình giải thoát cho nhau thôi. Có cái cao trào nào không? Cái đỉnh điểm của cái chia tay là ai nói lời chia tay rồi cái chuyện đó là chuyện gì ạ? À? Chung thì cả hai thì nói chung hợp lại thì mình thấy không hợp thì mạnh ai nó sống thôi cho nó dễ, không bây ai ràng buộc. Bây giờ thì cái đầu bếp này, nghề này là anh học nghề hay là anh tự vô làm thôi? Không, hồi trước á là còn trẻ thì cũng có đi học, rồi xong rồi về nhà làm ăn thời gian thì cũng nghỉ. Bây giờ mình làm ăn mình làm thất bại, giờ mình lên đây mình làm lại thôi. Là anh làm gì mà thất bại anh? Trước anh làm gì thất bại? Trước thì anh làm bên kinh doanh bên lúa gạo. Rồi sao? Rồi thất bại là anh làm được bao lâu cái lúa gạo đó? Cũng nhiều năm rồi. Rồi thất bại rồi anh chuyển qua nghề này luôn hay là có làm nghề nào khác nữa không? Chung thì anh cũng làm nhiều nghề lắm, làm tùm lum hết. Làm bên xây dựng người làm tùm lum hết. Trong cuộc sống mà mình làm nếu sao mà có cái thu nhập được rồi. Rồi, ok, rồi bây giờ thu nhập của mình ổn định cho anh bao nhiêu tháng? Chung mình làm tháng có mười mấy triệu.
Là anh làm cái này như nãy nói là công ty hả? Xuất À, làm ăn cho hay công làm sao? Là anh nấu chính luôn hay anh phụ thôi? ông mình vô đứng chảo chính luôn. Ừ. Rồi. À, rồi vậy bây giờ là anh làm ở đây mới có bao lâu thôi phải không? Là có để dành được tiền gì không? Bây giờ nếu kết hôn thì mình ở đâu hay là cái mình dự định cho cuộc sống của mình như thế nào? Nếu mà nói chung mình kết hôn thì mình ở đâu cũng được, nếu mà làm ăn ở đâu làm ăn cũng được, nhưng mà mình ở dưới thì cũng còn một cái nền nhà đó, sau này mình muốn về cất nhà ở dưới quê cũng được, hay là mình muốn sống ở trên Bình Dương, Sài Gòn gì cũng được, không quan trọng, quan trọng mình sống nhau hợp nhau thì ở đâu sống cũng được. Rồi, rồi vậy bây giờ cái người như thế nào sẽ hợp được với anh nè? À? Chúng mình cũng không đòi hỏi gì nhiều, nếu mà quan trọng thì người phụ nữ nó biết biết tôn trọng gia đình, biết lo cuộc sống gia đình là đủ rồi, không cần gì nhiều. Rồi, ủa không cần gì nhiều, bây giờ một cuộc hôn nhân rồi mình phải biết chứ, anh nói chung chung vậy rồi sao, người như thế nào? Bà vợ sống chung mấy chục năm đẻ ba đứa con mà còn không hợp, vậy bây giờ như thế nào sẽ hợp với anh? Cái điểm gì anh không thích ở người phụ nữ? Chung là không thích những người phụ nữ mà đi cờ bạc này cái nọ. Rồi gì nữa không anh? Anh có rút kinh nghiệm gì được cái hôn nhân của mình không? Nói chung thì mình đã đổ vỡ thì mình đã rút kinh nghiệm cũng nhiều lắm đó. Nhưng mà sợ thì mình không thích những người phụ nữ mà để ăn chơi này kia nọ quá thì cuộc sống nó cũng không có ổn định được. Mình muốn Vợ chọn anh hồi người chỉ xưa biết ăn lo. chơi lắm hay sao? Vợ anh hồi xưa có ăn chơi gì không? Nói chung thì mình đâu có nói chuyện đã xảy ra rồi, mình cũng không muốn gì nói gì nhiều. Thì mình muốn tìm một Không, người ở để đây không phải, dĩ nhiên là lên chương trình thì tụi em cũng không có để cho anh phải nói xấu về cái người kia đâu. Nhưng mà em đang hỏi để biết thôi là anh có rút kinh nghiệm được không? Tại mai mối mà mai mối anh mà bây giờ anh không có, anh có thật sự là đã trải qua rồi anh trưởng thành chưa đó. Chứ không phải là bây giờ anh nói chung chung vậy rồi anh quen thì tụi em ghép đại cho anh sao được, anh cũng đâu muốn ghép đại đâu đúng không? Cho nên em phải đúng rồi. biết là ừ, dù ngày xưa vợ ăn chơi quá nên là mình rút kinh nghiệm giờ kiếm những cô mà lo làm hơn lo ăn, em ví dụ như Rồi. vậy. Ờ Dạ. chứ còn nếu như anh nói mà vợ anh hồi xưa hoàn hảo quá, ủa vậy tại sao chia tay, thì là vấn đề nằm chỗ anh, là anh có cái gì mà anh không quan tâm vợ không, anh làm gì mà vợ anh phải chia tay với anh đó. Ừ, ở phía anh thì anh thấy lỗi gì của anh trong cái hôn nhân đó? Chung thì lỗi thì nó cũng nhiều, ai cũng phải có cái khuyết điểm chứ Rồi mà. biết rồi, nhưng mà bây giờ anh đừng có nói gì vậy, lỗi của anh là gì, anh trả lời đúng câu hỏi cho em chứ đừng Chung nói là chung mình chung là ừ, ai cũng sẽ có những lúc như vậy. Thế cái đó tụi em biết đương nhiên rồi, tới đây rồi, nhưng mà lỗi của anh là gì, anh rút ra được cái gì? cũng đi làm đó, cũng chung là cũng bỏ bê vợ con, không quan tâm gì nhiều, khi mình đi làm tuần lễ 10 bữa rồi mình mới về viết thì Đó nó ngạt. đó đúng rồi đó, thì đó mới là cái mình rút ra được để sau này mình quan tâm. Vậy bây giờ có thời gian nhiều cho bạn gái chưa, có thời gian nhiều cho Giờ vợ thì mình thơ hơn không? thoải mái rồi, nó đâu có còn ràng buộc gì nữa đâu. Thì là giờ anh đi làm thì sao, giờ giấc như nào? Chung là đây làm thì 9 giờ 10 giờ mình mới đi làm, thì làm tới 9 10 giờ tối vậy. À ngày nào cũng vậy hả anh, có nghỉ được ngày nào Cũng có chứ, ngày thì một tháng nó cho mình nghỉ được 2 ngày. không? Trời, chỉ có 2 ngày trong tháng, bình thường là phải 4 ngày đó mới đúng chứ. Ờ Công ty là một tháng nó nghỉ chỉ có 2 ngày thôi. vậy đó hả, rồi ok anh. Rồi bây giờ anh thích Nhưng mà mẫu mình bạn gái như thế nào? Ngoại sao hình, công mẫu mẫu bạn gái anh mong muốn á, ngoại hình nè, công việc, tuổi tác, quê quán của cô đó, rồi ly dị được hay không, anh đưa ra yêu cầu giùm em đi. nói chung thì mình cũng cần người bạn gái đó đơn giản thôi, rồi dễ ưa nhìn chút là được rồi, nhưng mà quan trọng là biết lo làm ăn, biết quan tâm người kế bên mình, biết quan tâm gia đình cha mẹ hai bên là được rồi. Ừ. Rồi cô đó ly dị đang nuôi con được không? Được, không sao hết nè, Ừ. tại Tuổi vì mình tác sống lớn hơn anh, lớn hơn anh 1 2 tuổi được không? trai Lớn hơn anh 1 2 tuổi được không? cũng không sao, tuổi tác cũng không quan trọng, thì nói chung là mình sống sao mà nó cho nó hòa đồng với nhau là được. Ừ. Rồi anh ở rể được không? Dù nhà Ở bạn gái ở đâu trên Sài Gòn đi, được, rồi anh vô ở anh rể ở cũng được được, sống ở không? Bình Dương, Sài Gòn được.
mình làm ăn mà, giờ mình ở đâu mình sống cũng được, quan trọng là mình sống, mình đi đi làm kiếm tiền là lo cho vợ con là được rồi, còn cái chuyện mà sống ở đâu nó không quan trọng. Rồi rồi, ok anh. Rồi anh có ca hát gì được không anh Lộc? Chung thì văn nghệ thì cũng biết, nhưng mà cũng không có đi chơi, không có đi ra hát đâu nhiều, nhưng mà mình cũng khi thỉnh thoảng đâu cũng hát ở nhà rồi gì đó. Ca cổ được không? Hát ca cổ được không? À, biết. Đâu làm bạn câu coi. Câu coi. Cái đâu có thuộc đâu mà hát rồi. Rồi nhưng mà nếu mà được ghi hình á thì là phải học thuộc rồi lên hát tặng cho bạn gái, tặng chương trình thì được không? Được, cái đó bình thường. Ừ. Rồi vui vẻ lên để rồi anh có quan trọng bây giờ anh muốn sanh con thêm không? Lấy vợ anh sanh con nữa không? Cái chuyện đó là con là kiểu như mình không có đòi hỏi mà mình phải có hay là không có gì, nhưng mà thật sự thì nếu mà ông trời ông cho mình thêm đứa con đó thì cũng càng tốt, mà không có thì cũng không sao. Ừ. Rồi ok anh. Rồi phần casting của anh xong rồi đó, nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại hướng dẫn thêm những cái thủ tục khác nha anh Lòng nha. Mời mình giới thiệu lại họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình anh nha. Nói luôn hả? Dạ đúng rồi. À, yeah. Vâng. Em tên là Lê Thế An, sinh năm 1957. Công việc mình là gì? À, lái xe chị ơi. Mình lái xe gì ha? Xe tải, xe 4 chỗ hay xe gì? Xe con. Xe con cho ai ạ? À? Cho công ty hay sao ạ? À? Mình mô tả công việc mình một chút ạ. À, xe dịch vụ mà. Ừ, là xe nhà mình hả? Và xe hợp đồng mà, xe chạy cho cái doanh nghiệp tư nhân mà. Ừ. Và... Rồi mình bây giờ mình đang ở đâu? Quê mình ở đâu ạ? À? Quê ở quán gốc ở Nam Định. Gốc Nam Định. À. Rồi bây giờ mình đang sống ở đâu ạ? À? Sống như nhà ông bà thì sống với bố mẹ đang ở tỉnh Đồng Nai. Ừ. À. Vậy mình có đạo không? Dạ không chị ơi. Rồi mình dạ. Nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha Thế Anh. Điểm mạnh đó hả? Điểm mạnh thì nói về sở thích đi thì sao? Đúng rồi, mình nói đi chứ, nói đi để coi mình sao tụi tôi mới kiếm người ghép được. À vậy hả? Thì cũng chả biết đường duyên, tình duyên bây giờ thì chính xác đường tình duyên thì từ xưa giờ thì cũng bố mẹ thì cũng có giới thiệu một hai người, nhưng mà duyên không hợp tới với nhau được đó, thì cả quen chưa quen được ai. Ừ. Vâng. Rồi mình có giỏi gì không? Tật xấu mình là gì? Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Không, đây thì không hút thuốc, không nhậu. Nhậu nhẹt nhé. Sợ bạc cũng không. Ủa mình lái xe mà mình không có hút thuốc hả ta? Thường thấy hay hút thuốc lắm. Không vậy. Lái xe thì ngày xưa lái thực ra mình có công việc chính là lái, nó kiểu là mình thích vậy thôi, chứ thực ra cái nghề chính mình không phải là như vậy. Ừ, nghề chính mình là cái gì? Ngày xưa học cao đẳng ra thì nghề chính là chuyên về xe hơi cơ. Ừ, chưa sửa giống như cơ khí ô tô vậy đó phải không? À, đúng rồi, ngày xưa đi sửa nhiều, chứ còn lái xe thì lái kinh nghiệm cũng gần chục năm thôi. Ừ, rồi vậy bây giờ mình làm công việc chính là công việc lái xe. Vâng, rồi thì à. Chứ mình cái ngày xưa cái theo cái nghề kia thì nó không bỏ nên thôi, không theo nữa thôi, nếu mà làm tất nghiệp thì cứ chỗ nào thiếu mình làm đấy thôi. Ừ, rồi ok, bây giờ đường tình duyên mình thì sao, mình được mấy sao chia tay? Chị ơi, chung chứ gọi là biết thì thôi, chứ còn chưa, từ xưa giờ chứ rung động ai chị ơi. Sao vậy? Sao mà không rung động người với các cô gái hay sao? Thì cũng chưa rung động với một cô nào hết. Trời ơi, rồi có rung động với anh nào không? Không, mình là chín chắn làm gì có. Không có. Chín chắn mà đi là lan bạc rồi bao nhiêu như thế mà không có cô nào làm cho mình thích, mình cua hết hả? Đi lan bạc Sài Gòn, đi khắp các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Bình Phước, Bình Dương, khắp các tỉnh chỗ nào cũng có mặt hết rồi. Ừ. Nào không, thì đó mà không có cô nào làm cho mình rung động để mình cua cổ hả? Chưa cảm thấy là trời ơi, bởi vậy bây giờ muốn tìm một cô gái như thế nào?
thì cái tầm tìm cô khoảng thua nhau tầm thích là cô quen tầm cô như là muốn tìm hiểu như trước đó thì cô 28 tuổi 29 tuổi chứ, và nhiều cô tiểu thích không tuổi này nữa mà chê mình không à. Là chê mình cái gì? Chê mình điểm nào? Nhiều điểm chê về xấu, về về già, tuổi tác già không hợp, Ai về kêu mình quen mấy cô trẻ quá làm chi? gì tầm đấy thôi, mấy tuổi đâu có trẻ đâu, vậy là vừa chỉ quen của cô khoảng có 23 24 gì đó thì mới gọi là trẻ quá, chứ còn tầm 9 tuổi thì bây giờ thua nhau có 6 7 tuổi, 7 tuổi thì mình chơi mình đổi. Thì đó, vậy là mình đủ hiểu rồi đó. Cho nên mình lấy mấy cái cô mà bằng tuổi đi, hoặc là hơn mình 1 2 tuổi đi, người ta không có chê mình. Mình cái mình ngược lại mình chê người ta có không? Không, cái tuổi mà thua nhau thì mình nhiều khi thì cũng có ngoài thì ở ngoài thì nhiều á, mình cũng có tìm tờ, mình cũng ý định tìm hiểu cái gì hiểu thì cái theo cái sở thích của mình, nhận cái cô xong nó thích mình không, nhưng mà người ta nó cũng mình cháu thích mình học thêm mình. Rồi ok, vậy bây giờ mình thích một mẫu như thế nào, ngoại hình nè, công việc, tuổi tác, quê quán, mình chia sẻ cụ thể ra đi. Cũng chả tả sao được vì nó nhiều, có thể nhiều ấy quá thì sao biết chọn được sao được, Trời đất ơi, bây giờ mình tham gia chương trình là mình kiếm người yêu nghiêm túc nha, hay là mình không đăng ký chơi cho vui? không nghiêm túc cái tuổi này thì nghiêm túc cái chị 38 7 giờ Thì này đó, cho nên bây giờ tụi tôi cũng nghiêm túc thì phải đưa ra cái tiêu chí rõ ràng, chứ còn mình đưa ra chung chung sao tụi tôi biết ghép. Tại tụi này chỉ dựa trên cái hồ sơ của mấy bạn thôi. Ví dụ bây giờ anh cao bao nhiêu, anh muốn bạn gái cao bao nhiêu, rồi cô đó quê quán ở đâu được, ở Hà Nội được không? Mình phải đưa ra một cái quy chuẩn của mình. Đó. Ừ. Ha. Rồi mình cao bao nhiêu nè, mình thích bạn gái cao bao nhiêu nè. năm mình thì cao 1m77 thì cô Ồ. bạn gái tầm 1m55 60 được rồi, cần gì cao Rồi. Rồi tuổi tác làm sao? rồi thì cứ tầm Bằng tuổi được không? bằng tuổi hả, bằng tuổi thì chưa quen có quen nhưng mà mình cũng không có hợp, thua nhau Chung mấy mình tuổi. không thích hay sao thì cái đó tùy, còn yếu tố khác nữa. Đúng Bằng rồi, tuổi được không, hay là mình chỉ thích những cô trẻ thôi, ví dụ những cô trẻ mới làm mình cảm thấy hứng cái thú. sở thích của Đó. mình thích cái quen của cô là khoảng 29 tuổi thôi mà tìm À. hiểu, đúng sở thích của mình như Ok. Nói chung là vậy. tầm tuổi đó ha. Đúng Rồi cô đó cổ ly dị được không? ui mình trai tân mà kiếm mới về bố mẹ sao chịu chưa Rồi. mẹ vì khổ lớn là nhà bố mẹ là có hai chị hai đứa em gái xong lấy chồng ấy hết rồi, còn mỗi mình con trai độc nhất trong nhà thì cái trưởng Thì hai em gái nó không có làm mai cho mình ai hết hả? Em bạn bè rồi của em gái rồi đâu? em gái thì nó đi làm suốt thì nó đi giao du ngoài chứ nó có chồng nó ở riêng hết này, nó cũng đâu có để ý đến anh hai làm gì đâu chị, anh hai thì tự kia Trời lo. ơi. Anh em mà nói chuyện vậy đó, hay nó biết ông anh nó khó chịu quá đi nên nó không dám làm mai. Cũng không hẳn như Có vậy, mỗi người một ông tính ở một nhà có khó chịu lắm không? Có tính khó gì trong nhà không? không, mình đâu có như vậy, đâu có gia trưởng đâu mà mình bố Ok. mỗi người Ừ. phát triển tương lai chứ. Ok, rồi. Vậy thì còn cái điểm mình không thích ở bạn gái là gì? Không thích dạng như đi ăn dạng là vui chơi ăn chơi nhiều quá, son phấn nhiều quá, học thì cô ấy cần học cái cao đẳng được rồi, không cần đi đại học đâu Ok, khỏi học luôn được không? những học xong quan trọng là cái đối xử tử tế thôi, quan trọng đối về mình quen quen cái đối xử nhau với nhau như thế nào thôi, còn quan trọng lúc đấy. Ừ, ok. Rồi, Wow. mình có ca hát gì được không? Em à, không muốn nói chịu rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà sao nhìn là mình ở bên ngoài mình có nói chuyện nhiều không? Hay là cái cách nói chuyện mình bên ngoài cũng vậy luôn hay sao? Mình thì cũng bình thường, mình nói chuyện với người lớn mình nói chuyện cũng bình thường có gì đâu, còn chắc kiểu vẻ nói chuyện của mình con gái ngoài nó thích đi sao Vậy hả? Nó có đứa nào nó góp ý cho mình không? Từ xưa tới giờ. á, chứ bạn bè góp ý nhiều chứ, Góp ý làm sao? Nói thử để coi cái đúng không? thì góp ý là chỉnh sửa, nói con gái theo cái kiểu học con gái nó khác vì tốt cái vẻ bề ngoài đi cho nó
thấy là con gái nó sẽ nhìn, nó sẽ nhìn mình ngoài, nó sẽ thích cái đó, nhưng mà điều kiện chưa có là sao mà đi cướp được. Bây giờ thì cái điều kiện của mình á là sao, được không, công việc ổn định về kinh tế không, hay là nhà cửa rồi như thế nào? Thì bố mẹ đi dọn với bố mẹ nha, cửa thì cũng bình thường, về đây có gì đâu chị. Thì đang ở với bố mẹ, lương của mình mỗi tháng thì bao nhiêu? Lương thì dài thì tùy, nó theo thu nhập, tới đầu người đầu xe chị ơi, đầu người đầu khách. Thì dự định tương lai mình cũng chạy xe luôn hay là mình có cái kế hoạch khác không? Họ chứ tương lai, tương tại mình có điều kiện, có tương lai nó lớn hơn nhiều, nghĩ lớn hơn nhiều có chứ. Chứ đâu phải cứ theo cái làm cái này đi mãi tìm con đường này. Cái này thì chị mình dự định làm gì á, mình dự định làm gì rồi á? Dự định thì có tiền mới làm ý chị, bây giờ có tiền sau làm là miếng gì lớn được. Không thì cái dự định gần nhất là làm sao để có tiền thì mới làm được cái khác đó. Là mình làm gì? Nếu mà có tiền thì mình sẽ mở được dự định mở làm công ty chứ. Rồi bây giờ làm gì để có tiền ấy? Hay là cứ làm đều đều như vậy thôi thì tiền nó như vậy, rồi lúc lúc lên lúc xuống thì sao ổn định, sao nuôi vợ hay là chăm con? May con vừa người chứ gì, cơ duyên bây giờ làm sao để muốn có thì chắc phải để cái từ từ cái tính được cơ duyên nó có nguồn cái sao mà cái nguồn đấy làm sao nó trên giờ rơi xuống được. Rồi ok, rồi nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại rồi mình trao đổi thêm nha với biên tập nha. Dạ, cảm ơn Thế Anh nhiều ha. Vâng, cảm ơn chị. Rồi xin chào. Vâng, chào chị.